chào anh Trung, chào Diệu Nhi và chào các bạn và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì hôm nay cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mới đến với game show. Vì có xem qua chương trình của hai mùa trước rất là dễ thương, và được biết nữa là hôm nay chương trình của mùa này lại có thêm Diệu Nhi sẽ là người hỗ trợ cho hai vợ chồng, cho nên là cái sự tự tin nó càng cao hơn. Em tin vô kiến thức cũng với Nhi lắm đó nha. Trợ lý, em hãy sang lên như bộ trang phục mình đang mặc nào. Hãy sang lên. Em sợ làm anh chị thất vọng. Không sao đâu em. Em đã bao giờ làm mọi người không thất vọng đâu, việc gì em phải ngại. Phong độ của em vẫn rất ổn định mà. Đâm, anh tin em mà, anh Đâm. Đến với chương trình thì nếu như mọi người xem, mọi người sẽ thấy một là cứ làm theo những gì Diệu Nhi nói đúng từ đầu đến cuối. Hai là làm ngược lại. Tất nhiên nó cũng tùy thuộc vào cái kiến thức của Diệu Nhi hôm đó thế nào. Bởi vì có những hôm là đúng từ đầu đến cuối, nhưng có những hôm lại sai từ đầu đến cuối. Chết rồi, em nghe anh Trung nói vậy chắc thôi mình đi về trước đi. Về thì không về được rồi. Nhưng bây giờ bằng trực giác của một người phụ nữ, em nghĩ xem hôm nay Diệu Nhi sẽ là người đoán đúng nhiều hay đoán sai nhiều? Nhi ơi, không lẽ trời ơi, chị thần tượng em lắm Nhi. Em cảm ơn chị. Sau chương trình này em sợ chị là chị dẹp em luôn á. Nhi đã bao giờ làm phim của anh Huỳnh Đông chưa? Dạ, hai anh em có đóng phim chung với nhau chứ. Chưa. Hy vọng rằng là không vì chương trình ngày hôm nay mà không bao giờ em được làm phim cùng với anh Huỳnh Đông nữa. mà vai trò đạo diễn tôi nghĩ là rất quan trọng đấy, là người tuyển diễn viên và người chọn diễn viên đấy, để em sống thế nào em sống. Biết đâu nhờ cái sự biết đâu mà những cái lúc mà em gợi ý mà những lúc em sai á, cho lúc đó bên nhìn nó sẽ có những cái nét mà mình thôi chỉ có Nhi mới làm được cái chuyện đó thôi. Khảo á, rồi mặt Nhi nó đau khổ quá. Tất cả cứ phải vào cuộc chơi thì mới biết được. Và không chỉ những khách mời trong chương trình là ẩn số, mà chính trợ lý của chúng tôi cũng là ẩn số. Chúng tôi xin được mời hai người chơi về với vị trí của mình.